Mới đây, trên cộng đồng mạng có đăng tải một đoạn clip khiến nhiều người dân bình luận với sự bức xúc khó tả. Nhiều nhất là ý kiến trái chiều không đồng tình cách làm của lực lượng chức năng. Cụ thể vụ việc được camera an ninh ghi lại lúc 6 giờ chiều ngày 10 tháng 10 năm 2023, tại một quầy hàng trái cây, lực lượng chức năng cùng xe trật tự đi tuần tra. Sau khi phát hiện vi phạm của chủ hàng trái cây, lực lượng đã mạnh tay bưng những sọt trái cây ném thẳng lên thùng xe chuyên dụng. Lúc này người chủ hàng đã rất nỗ lực thu dọn nhưng không kịp. Được biết ban quản lý đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chủ cửa hàng vẫn tiếp tục tái phạm. Tuy nhiên cách hành động này rất phản cảm, vì vậy cần có chế tài hợp lý hơn, chẳng hạn như xử phạt về mặt hành chính có thể sẽ hiệu quả hơn nhiều. Ngoài ra với hành động này, các anh có thể quy vào tội phá hoại tài sản của người dân và buộc phải đền bù cho người bị thiệt hại. Thank you.